Bồ á, bồ Ôi sắp áo cưới đi á. bạn Ồ. ơi, Sắp cưới áo đi rồi các bạn bạn ạ. ơi, bầu Dự nữa điểm em với cứ mình luôn em này. mà. Nó cứ tẩm bẩm Chạy tầm tầm lên thế đây, thôi. Thì chạy lên bạn mà đây các bạn nào. biết không là thì bạn nó đang xây biệt thự ở quê rồi, Thế xây còn xong gì nữa, rồi đấy, chỉ cần ai được chờ cưới cuối năm cưới vợ là thế gì xong nữa, đấy. biệt thự Không vào ở lại được nhà đấy bạn. anh Ừ, năm ơi. cư trên sống cái Bố thằng ở đấy lại chẳng biệt lại, thự thì không biệt thự thì biệt gì, biệt phủ à. Thôi đi mẹ mày, còn ba men squat. Ôi rồi ơi, thôi đi mẹ kích. Đi mẹ không thể chơi được Khôi ạ. À. Đấy là tại mày đen đấy Khôi ơi. Sao thế nhở? Tại nếu lệch như mà ranh như sao? Đi mẹ. Em bật kim 2 thì chơi được đấy anh. Mà em lỡ bật kim 1. Cày thế. Thôi được rồi, thế thôi vậy. Cay vãi luôn. Thôi anh tự kích mày ra nhá Khôi nhá. Đấy là tại mày đen thôi Khôi ạ. À. Em tự rơi rồi, em đấy. Tự rơi rồi. Để anh thằng vô nói chuyện trên chip. Từ 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 từ, đây có rồi, có đây anh đây. Đây tao mời đây anh đó. Đây anh ạ. Anh em tụt tay nghe. Hình như nếu mà đây đây anh phải qua Discord kia anh ạ. Ừ. Anh tên Facebook nó đi anh nè. Cả Ninh béo này. Hai Ninh béo được, chơi vào. Đấy, mời thằng nào vào thì vào, thằng nào vào trước thì vào. Sắp tới này xong anh chip giả bộ là tự đập lên đấy, mọi người. Anh mới mua đôi giày nhóm của bọn em tổ chức làm bài. Nhiệm vụ trong nhóm của em là viết chuyện. Mà lúc đầu em bị ý tưởng quá. Nhưng chắc em sẽ viết về anh Bô với anh Chip cùng anh em trong team. A à, thấy ổn không? Chuyện tên con heo khỉ cùng những người bạn. Ê hô hô, bao giờ về nhà mày? Ui, có một có quà Sơn. Có quà ai nhớ. Cảm ơn Sơn nhá, cảm ơn em. Được, được em. Hả, à, bao giờ về nhà mày ở bố? Cuối năm mà, qua Tết. Ra bùng ấy, mọi người dành cái gì được chứ. Cuối Tết mà bọn hai người về sao về quê. Mày ở quê mày có quen biết nhiều anh em xã hội không? Kệ, có một bạn em kệ. Ừ, thế đi cả hôm nào về tao nhờ tí việc cái. Làm nhìn chip, lấy đâu tàn bố anh. Không, mà thằng khác. Nhảy đâu anh kia? Ê, nhảy đâu, chúng mày. Biết bao nhiêu nhà sao không đi mà vô đây? Hết. Chung cho nó thích vui. Thích thì tôi đi nhà khác bạn ơi. Nè, cho gớt thêm 20 điểm nữa tin không? Mẹ à mày có lợn chưa? Thì mẹ à mày vào có lớn có bé, có già có trẻ, có người lớn trẻ em thì mẹ không chào ai à? Mẹ. Trong đây toàn chú bác mày không chào ai à? À. Hello guys. Guy, ai là hello guy? Guys. Ai là guy? Mẹ mấy thằng đó, mấy thằng em của anh giờ dậy không đó anh Chip à? Thì lão quá kìa, thì lên sơ đem dạy nó bài học. Ơi Khôi, năm tuần này ra bóng à? Tao vừa thấy Nhím đứng trước cửa Chim Minh House xong. Nhím anh? Ờ. Hỏi đi đâu em bảo em đi mua đồ bơi. Đồ bơi? Ừ, sắp đi biển mà, muốn đi mua đồ bơi. Em có đầy. Mày thì địt mẹ ngọt khe đầy mẹ. Đéo mà đi mua. Nó nhiều lọt khe lắm địt mẹ. Nó toàn lọt khe thôi. Của người yêu cũ chưa lấy hết nè anh ơi. Ừ, người yêu cũ chia tay chưa? Chia tay rồi mới làm à, chia tay người rồi cũ à? Chứ anh. Ừ, tao tưởng là như bố. Hả? Rồi thì có hở ra câu là anh chip chơi em câu liền. Vậy không tha luôn á. Cũ à, chở mấy em thích sớm chơi game với anh. Chơi lắm. Vô toàn là khỉ ở không. Thường buồn thế. Thường thế nhờ. Ừ, chả biết làm thế nào. Thường không thế. Điều anh ơi. Phận làm trai 12 bến nước. Anh thấy em mới đăng Facebook không anh coi? Rồi. À. Có SLG hay là gì không mấy anh trai? Có mini. SLG kêu. Thì thôi tự tìm đi bạn ơi. Tưởng đâu ông còn thích live mini. Live mini. Live mini. Live mini. Cầm be nè gai ơi, như một cầm be này. Xin xin. Đéo cho quên lộ. Thế thì anh xin vậy. Bạn. Thế thì anh xin vậy. Đó, đây đây đây.
Cái mini đâu rồi ta? Ai đây? Nào đây, địt con mẹ. Chửi đi. Không, tại vì em thấy ai rồi em mới chửi nè. Về đi nè bố. Rồi. Tụng béo ơi. Dỗi con mẹ rồi. Hai okay. Mặt Lạng Sơn Family. Xin gửi bài đi. Xem ra cho tôi vài được quyền. Được luôn, được mẹ ơi. Đây anh, đây vào đây. Lồn trâu, lồn chó. Lồn bó xi măng. Thay mặt anh em Lạng Sơn Family gửi bài hát đề tính chó tên Tùng. Lùm quá. Đây cùng bè lên chứ ơi. Làm gì đây? Mày làm gì vậy? Nhắn tin, nhắn tin. Ít mày ạ, thế mà xuống đi. Được, 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 được. Đá bóng ở sân nào á? Sân giáp nhất em ạ. Sân nhất giáp. Đá bóng ở sân bóng, đá sân bóng chuyền. Đá bóng đụ, không lẽ ở đá sân tennis. Xe anh trai ơi, anh trai. Ai đi xe đó sẽ bị chết. Ủa mày đi ra, kéo đi xa mày. Cảm ơn. Cảm ơn nè, có ai chết trước nè. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn người đã ban quần áo con đang mặc. Tiếng cơ con đang ăn trong đời con đàn cắt. Ôi, bình tĩnh. Đi đâu ơi? Chấm 2 anh. Ôi, có đẹp kìa. Ôi, rồi. Mẹ rồi nhá. Bắn. Rồi. Đi tao. Chạy đi. Trời ơi. Sao chúng mày ông Dương? Vô chạy xe anh em không biết đâu. Vô chạy xe anh ơi. Đi chung anh không chịu. Kêu đi bó chung mà. Rồi sao ở đây vậy Ninh? Bây giờ mình chi tiếp mày anh ơi. Và thế là hết. Anh hay xăng. Chết. Ai đi đâu. Có xe trước mặt kìa Ninh ơi. Xe 4 phía trước kìa. Ôi có xe đi bên phải kìa. Nguyên tim lên đây. Thôi từng đây đã. Anh ơi, đợi. Cho đi trước. Cái này nó làm gì đây vậy? Ơi có người à. Ừ nó làm gì đây này. Đúng hai á. Nó xuống đồ rồi đây. Bỏ xuống đua đồ rồi, là bắn nhau đi. Đâu? Lại làm gì đây vậy? Bò đi xuống đưa đồ cái ngay ơi. Đưa đồ. Thank you.
clear. Đến nhà nha, chú đưa đồ cho. Ừ, vô, vô, cái nào ngồi.